Thưa quý vị, từ 15 giờ ngày hôm nay 13 tháng 6, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng. Đây là lần thứ 6 liên tiếp giá xăng tăng. Trong đợt điều chỉnh này, xăng E5 RON 92 tăng 880 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 800 đồng một lít. Giá dầu diesel tăng cao hơn ở mức 2.630 đồng một lít, dầu quả tăng 2.490 đồng một lít. Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 tối đa là 31.110 đồng một lít, RON 95 là 32.370 đồng một lít, dầu diesel là 29.020 đồng một lít, dầu hỏa 27.830 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ chi quỹ bình ổn với xăng là 100 đến 200 đồng một lít, còn với các loại dầu là 300 đến 400 đồng một lít. Các chuyên gia kinh tế cho biết, từ đầu năm đến nay, trong nước đã trải qua hơn chục lần điều chỉnh tăng giá xăng, đẩy giá các loại hàng hóa khác lên cao, tăng áp lực lên lạm phát. Việc tiếp tục hạ thuế xăng dầu để ghim mức tăng của mặt hàng được nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội kiến nghị.